tôi đây, tôi đây. Mẹ yêu mà. Ô, tôi yêu, mẹ yêu. Không nhận, không nhận mẹ nha. Trời ơi, đạp mẹ ra luôn. Đạp ra luôn á. Thôi, đợi mẹ đi gần quá mẹ không chở con đi nha, nha. Không nhận nha, mẹ đã lấy cái tay cho con này. Mẹ muốn ít đồ cho con này. Không nhận mẹ nữa mà. Nha, mẹ đã lấy đồ ăn cho con thôi. Con mua gì cho con á, Đây, mua táo này, cà rốt này. Con thích ăn cái nào? Thích cà rốt đây á, Đi theo. Mở tay cho con xem nha. Hết giận mày chưa? Hết rồi à? Ôi giận dữ vậy hả? Đi chút xíu thôi mà. Táo này. Phải gọt vỏ đó con, đã. Ly xuống lấy dao hả? Mày tưởng Ly giận mẹ nữa chứ? Tới đây mẹ, nè. Mày gọi cái Ly ăn nha. Ôi trời ơi, Này gọt đây, Hay không? Mày gọt hay không? Đấy. À hay quá hả? Cho con này, tên 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 hoa hậu thân thiện. Mẹ tưởng Ly đi đâu, đi buồn mẹ nữa. Hết buồn mẹ rồi hả? Thôi cho con cầm nè. Về xuống mẹ lấy dĩa lấy dao cắt lại nhé. Ngồi đây chờ mẹ xíu nhé. Nữa nha. Mình lấy ghế không ngồi nhé. Ghế con này. Ngồi đây. Đúng rồi. Dạ té té. Cầm hai tay, lớn này. Đấy. Thì xoay như trong cháu nha hả? Ngon không con? Ngon không? Ngon quá hả? Củ cà rốt này người ta bảo là ăn sống cũng ngon nè. Rồi luộc lên cũng ngon. Đây là cái bàn tôi nó cao cao tí cho con nha. Hả? Con muốn ăn cà rốt không? Muốn ăn cà rốt không? Ăn cà rốt ăn nhé. Nào nào nào. Đâu con này, Đấy. Cầm đi con cầm đi. Con không thích á?
Không ăn cà rốt đúng không? Rồi mày gọt xong trái táo là còn lại con ăn cà rốt nha. Thích ăn cà rốt lắm cơ, sống hay chín vẫn thích ăn cà rốt. Nè nè, tay nào nó đổ của mẹ. Đây cho con ăn cà rốt nha. Đây, cà rốt baby. Cô bán hàng bảo là đã làm sạch sẵn rồi con ạ. Mình chỉ ăn thôi. Tin tin. Ăn cà rốt đi con, cà rốt con đấy. Mày gọt miếng nhỏ nhỏ thế này dễ ăn hơn đúng không? Đúng không? À, mày hiểu rồi. Trời ơi, cà rốt con đây nha, mày để đây nha. À, con thích ăn gọt sẵn thế này á. À. Cà rốt cắt nhỏ con nha. Đấy. Rồi, con thích con này, táo con đây. Chắc vô mùa hè rồi, tới mùa chôm chôm sầu riêng nhiều lắm. Mày muốn tha hồ mà ăn nhỉ? Hả? Ăn nữa hả? Các bạn no đúng không? À. Còn nguyên cho tao cắn của con này, tí con ăn nha. Không ăn nữa. Đây, đây, đây. Con không ăn thôi con, rồi đâu đây này không ăn hả? Không ăn thì thôi mẹ nấu tay cho con đi chơi đây mẹ nè.